Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống ở Nhật. Hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở chợ cá nha mọi người. Hôm nay cái chợ cá Quỳnh đi là cái chợ cá khác và cũng gần nhà Quỳnh luôn. Và hôm nay thì ngày cuối tuần mình sẽ đi vào bên chợ cá để mà mình coi có một ít hải sản gì mà tươi ngon thì mình sẽ mua nha mọi người. Mời mọi người đi mua hải sản chung với Quỳnh nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Nó đi sau lưng Quỳnh nãy giờ đó mọi người. Rồi mình sẽ đi vào bên đây nha. Trời ơi, con cá gì nó lạ lụng mọi người, nó bự thiệt bự mà cái miệng của nó nè có chút chéo à. Lạ ha. Cá cá hồng quá. Wow. Bên này trứng cá hồi nha mọi người, hôm nay trứng cá hồi tươi ghê mọi người, thấy nè tươi rồi rối luôn á. Tới tháng này thì trứng cá hồi nhiều lắm, đã về luôn. Mình đi quanh đây nha. Wow. Hôm nay chắc mình sẽ làm một mâm ốc tùm lum lại mình ăn nha mọi người. Wow, ốc bên này bán theo rổ mọi người, ốc thì ốc sắn nè. Bên đây là hàu, hàu vừa, hàu lớn hơn, ở đây cũng hàu. Đây là sò đẹp. Rồi bên đây cũng hàu luôn. Bên đây ốc gai. Bên đây thì là cũng là ốc gai luôn. Rồi mình mua cái con ốc sắn nha mọi người, ốc sắn nha. Xin nghe mình đi ra xem á. Hai. Hai. Ito chun nè. Hai. Hai. Ato kore nè. Hotate nè. Sambiki. Sambo. Hai. Mỗi thứ một ít nha mọi người. Hai. Sambiki. Tổ kaki nè, kaki kaki. Kaki của đây nè. Sambiki. Hai. Karatsuki. Hai. Sambiki. Sang. Hai. Bữa có chút tầm mi được nè, nay này thâu nè, hai chút tầm mắt tên nè, hai anh đi gai xin mát, mình sẽ đi qua đây mình coi coi có gì mua lắm nha mấy người. Ở bên này thì cá người ta cắt sẵn, trứng cá tuyết ha, trứng cá tuyết. Bên đây hàng cá. Bên đây là lươn nha mọi người. Lươn. Bên kia là cá hồi. Bên đây là ốc gai. Và bên đây có cái hồ nữa nha. Trong cái hồ này phải ốc gai thôi mọi người. Ốc gai này đắng lắm. Quỳnh không có thích ăn cái ốc này bởi vì nó đắng mọi người. Hai à đi cà phê dai mát đúng không? Bây giờ nó lấy cái bịch đó ra cho Quỳnh rồi đó mọi người, từ xa. À, nó xảo mình bỏ vô cho Quỳnh đây. Bố ba, cô đen nó ít ra nó sư gói tạp ra rừng nó. Sư gói khi đây nè. Cô đà. Khi đây nè. Sư gói mà rơi xuống. Nó mà đọc là sôi mà nó mất xí. À sơ. Anh xảo mình nói là cái lạ trứng này nó mới lấy ra mọi người cho nên rất là tươi luôn. Này cho mọi người xem. Và nó chưa có bỏ cái gia vị gì về hết trơn á, mình về là mình tự bỏ gia vị vô bên trong trứng cá hồi nha ha. Bán 8 sen một ký có nghĩa là 1,6 triệu tiền Việt Nam một ký nha mọi người. Xong rồi. Hai, anh em xem. Một con là 100 yên 20.000 nha mọi người. Siêu to khổng lồ luôn á. Hai, anh em xem nhé. Hai. Hai, xong.
Hai Onigashimasu á, anh lấy cho mình. Hai Onigashimasu nè. Thì Quỳnh đi chợ về ra đây mọi người ơi. Và hôm nay cái mâm hải sản mình ăn sẽ là 10 loại nha. Đúng, quay cho mọi người xem nãy giờ mình mua được gì nha. Ở đây thì Quỳnh có hào nè, sò đẹp, ghẹ, ốc hương, ốc xoắn, nghêu, cái này gọi là sò huyết nha mọi người. Sò huyết ở Nhật siêu to khổng lồ. Rồi mực nè. Rồi ở đây thì Quỳnh có là bầu ngư. Và tổng cộng là 10 loại ha. Tôm nữa ha, là 10 loại đó. Thì mình sẽ đem cái mớ hải sản này mình đi sơ chế. Thao nước mình sẽ cho vào đây là muối. Đều cho cái muối này nó tan ra nha. Cho vào đây là ớt. Cho sò huyết vào ngâm. Ốc xoắn, ốc hương và nghêu. Lấy cái muỗng mình quậy lên, tại vì cái ớt hôm nay mình bỏ vô đây nó cũng cay á mọi người. Đó, mình quậy lên để ngâm khoảng 30 phút nha. Mình ngâm lâu quá nó chết nha mọi người. Ngâm 30 phút cho nó nhả bớt ba cái chất dơ ra đi. Và bây giờ thì mình sẽ sơ chế bầu ngư nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ cho lên đây là muối nè. Sau đó mình sẽ dùng cái miếng mà để mình chà nồi niêu xoong chảo mọi người. Thì cái phần bên đây nó nhám á, mình sẽ lấy mình chà nha, chà cho bầu ngư này nó ra bớt mấy cái chất nhớt đi. Mình chà chút xíu này nó trắng ha. Cái miếng này khi mà mình mua thì nó nhỏ vậy nha mọi người, mua miếng nhỏ nhỏ vậy là mình dễ chà hơn. Đây phần miệng thì ở đây nè, mọi người thấy có dấu chấm màu đen ở đây ha, dấu chấm màu đen ở đây, còn phần thì không có ha. Sẽ dùng con dao mình cắt một đường xuống tới phần vỏ, cắt sát xuống nha mọi người, nghe cái cách là được ha. Ngón tay cái của mình đẩy cái miệng nó ra, đẩy ra nó ra cái miệng màu trắng như thế này là được ha. Muối vào thêm lần nữa, mình sẽ chà ngay chỗ mấy cái phần ngắt này nè, mình sẽ chà cho nó ra bớt cái bún nhớt nữa. Vậy là Quỳnh đã sơ chế xong toàn bộ cái số bầu ngư này nha mọi người. Quỳnh sẽ cắt ngay giữa chỗ phần đầu để mà mình lấy phần mắt ra một lần một luôn. Lấy cái này ra mình cẩn thận ha, tại vì cái này nó cũng văng người mọi người. Rồi lôi hết phần nội tạng mực ra luôn. Cho muối vào mình chà cái phần xúc tôm này. Mực này thì mình để luôn da nha mọi người. Để làm tới là sò đẹp, mình sẽ cho dao vào. Mình sẽ rọc. Mình bỏ hết phần vỏ một bên đi. Sò đẹp ở Nhật thì nó hay mở mắt vậy nha mọi người. Mình rọc ra. Bỏ đi. Cái phần này là phần phổi nè, màu vàng nè, đó phần phổi này ha. Rút ra phần này bỏ. Phần màu đen và phổi mình bỏ. Sẽ cho muối lên. Rửa. Đây là Quỳnh đã sơ chế xong là một con sò đẹp nha mọi người. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho xả vào trước. Tiên sẽ là sò huyết. Tại vì mấy cái con ốc này nó cứng mọi người, mình cho vào trước. Nó bự nó cũng lâu chín nữa nè. Mình sẽ cho là ốc xoắn. Rồi tới là ốc hương. Hào. Ghẹ. Bào ngư. Rồi mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ bật bếp mình nấu nha. Thì mình sẽ làm nước mắm chấm ốc nha mọi người. Và nước mắm chấm ốc mình làm theo tỷ lệ là 1:2:3. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Mình dùng muỗng nào thì mình tính muỗng đó nha. Canh nước ấm để mình quậy cho cái đường nảy tan ra trước. Cho vào đây một chút xíu bột ngọt nữa. 2 muỗng canh nước mắm. Cho
chanh, tỏi, ớt và những cái thứ mà mình bỏ vào cho nó nổi lên á. Thì trong giai đoạn này thì mình sẽ cho chanh hoặc tắc vào nha mọi người. Nhưng mà nước mắm mà mình chấm với lại ốc á thì mình nên dùng là tắc thì nó sẽ ngon hơn nha. Ở đây thì Quỳnh sử dụng là hai trái tắc. Phía bên đây thì Quỳnh có một dĩa, ở đây thì gồm có sả, hành tím, tỏi, ớt, tắc, lá chanh và gừng. Cái dĩa này thì mình cho vào tùy thích nha mọi người. Nước mắm mà mình chấm chung với lại ốc á, thông thường thì nó sẽ hơi đặc đặc mà nó sánh sánh là như thế này nha. Đó thì bây giờ là Quỳnh đã xong được là một chén nước mắm chấm ốc rất là ngon nha mọi người. Mọi người thấy ngon ghê không? Siêu đẹp và siêu thơm luôn. Nồi hải sản nãy giờ Quỳnh hấp thì nó cũng đã chín được phân nửa rồi mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho tiếp cái phần còn lại và tiếp tục là cho nghêu vào nè. Nghêu này thì nó cũng nhanh mở nắp lắm luôn. Đến thì là sò đẹp, rất là nhanh chín ha. Luôn như thế này ha. Trời nóng quá, nóng quá. À tôm, mỗi thứ mình ăn một ít thôi. Bây giờ xin mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hôm nay thì Quỳnh làm một mâm tổng cộng 10 loại. Thì mỗi loại mình sẽ ăn một ít nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ ăn là tôm trước nha. Wow. Sao mày mở tôm cho ăn nha. Để con chút Quỳnh mở cho nó ăn nha mọi người. Ăn tôm trước bởi tôm ngọt lắm mọi người. Mua ít thì nhìn cái mâm nó không đẹp, mà mua nhiều quá chất không thấy mọi người. Là sao? Nè nè, không ăn mọi người. Với lại tôm này á, thì ở đây Quỳnh có chuẩn bị là chén muối ớt chanh nha mọi người. Muối ớt chanh chấm với tôm nó mới ngon hơn là mình chấm với nước mắm. Đã mà. Cái con tôm nãy mà ngửi được cái nó chắc. Nó ngon khủng khiếp mọi người. Nó ngọt thịt mà chắc thịt ghê luôn á. Cái con tôm này thì ăn đại loại như là cái con tôm nữ hoàng nha mọi người. Thịt nó chắc lắm. Sò đẹp. Sò đẹp siêu ngọt thật nha mọi người. Coi sò đẹp. Hôm nay Quỳnh mua cái mâm này 10 loại mọi người. Chưa tới 1 triệu tiền Việt Nam nha. Cái này sầu huyết nè. Quỳnh hấp nó xong nhưng mà khi mà mình lấy thì nó vẫn đỏ nè. Nó siêu to nè. Bởi vì thì cái vỏ của nó hơi đỏ đỏ vậy mọi người. Rồi mình chấm vô trong chén nước mắm. Trời ơi cay quá mọi người. Một cái con sò này á, bỏ vô miệng là ngập họng nha. Trời.
Phải để sao để cho mọi người dễ thấy được cái chén nước mắm nha. Giờ cái chén nước mắm lên trước mọi người. Đây đi. Giờ về mọi người mới dễ thấy nè. Bào ngư dầu sần sật ngon. Chắc bữa giờ cũng lâu rồi á, mình mới làm một mâm thập cẩm như thế mà. Chứ bữa giờ toàn ăn là tôm, tôm bự mà. Bào ngư khi mà mình hấp hoặc là mình nướng lên thì ăn nó sực sực rất là ngon mà. Nhưng mà mình khi mà mình ăn sashimi á, phải cắt mỏng ra chứ nó cứng lắm. Cái nghêu này mình không biết sao mà mắc dữ quá. Nên mình muốn 5 con hả? Gừng. Cái nước mắm này là nước mắm chuẩn là mình để ăn ốc nhưng mà mình cứ làm thử theo cách của Quỳnh nha, bảo lắm ngon. Mình ăn mình nhúng vô vậy, nó trúng lá chanh mà nó rất là thơm. Hôm nay ăn một mâm này là no lắm. Có mấy loại thì Quỳnh mua trong siêu thị nhà Quỳnh á, cho nên Quỳnh không có quay mà à. Giống như ốc hương, rồi ốc hương nó giòn ghê, ốc hương nó giòn ngon ghê. Lâu lắm rồi hôm nay Quỳnh cũng muốn mua ốc tón ăn. Ốc sắn này có hai loại mà à, một loại thì bự như này nè, hoặc là bự hơn, một loại thì nhỏ. Cái ống sắn này á, mình mua con bự á, bây giờ mình cắt ra mình trộn gỏi cũng ngon. Biết kìa. Rồi cô chú các bạn thấy à, sang đi, sang hết đi. Nè ní. Đó ní. Quỳnh sẽ bỏ cái phần đuôi nha mấy người. Cái phần đuôi của ốc hương thì ngon nha. Cái phần đuôi của con này thì nó nhớ. Ừ, Tani nha. Tani. Ừ. Tani. Ừ. Tani. 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 Đúng rồi. Tani. Nên thì như thế nào nữa? Như thế nào? Nó giòn lắm mà. Ăn một mâm gì mới đã mà. Nhưng mà hôm nay làm là vẫn còn thiếu mà. Nếu mà nói hải sản ở Nhật á, mà là một mâm á, nó nhiều loại mà, mấy chục loại luôn. Nó giòn nó ngọt thật mà. Ăn tôm với mẹ nha. No, no. Không có ăn mà.
uống miếng nước mà cay quá. Không ăn nữa ha. Mày, này, à, không ăn rồi. Ăn này ăn rồi ha. Rồi nó ăn bánh xong rồi mọi người, nó xuống máy bay cô chú ơi. Xin chào cô. Máy bay cô chú mới đúng. Bye bye cô chú. Máy bay các bạn. Máy bay. Yeah 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 yeah. Máy bay. Yeah 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 yeah. Máy bay. Yeah 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 yeah. Mình sẽ ăn tái hào nha mọi người. Wow. Thơm lừng. Con hào mình để phần dưới của cái nồi á. Nó bao nhiêu tinh túy của trong cái cây xả nó hấp thụ vô hết rồi mọi người. Trời nó đã nè. Nó béo. Hôm nay mỗi loại Quỳnh chỉ mua từ 2 đến 3 con mà. Con này lượng cá bự vỏ. Ở nước. Trong mấy loại ốc á, thì Quỳnh thích ăn là ốc hương và ốc bu Việt Nam à. Luộc lên ăn cái nước nó ngọt ghê, nó khác ốc hương rất là nhiều cái vị. Lâu lắm rồi nó mới ăn ghẹ mà. Hôm nay mình mua 2 con. Một con là đực, một con là cái nha. Rồi. Bỏ nè. Con này cũng đực. Không biết ngon không. Cái vỏ có gì mà. Phải mở cái này ra nha. Ghê vậy. Bỏ đi phần này. Đó. Xé từng cái chân này mà. Là mình ăn được phần thịt bên trong của ghẹ. Rất là nhiều nè. Là mình kéo được phần thịt ở bên trong bụng ra luôn á. Nhanh. Ăn dễ cái nhanh hơn là mình ngồi mình lẻ từng miếng ra. Ủa nó cay luôn á. Cái ghẹ này thì chỉ có chấm dưới lại là muối ớt chanh thôi nha. Chứ mình ăn với nước mắm thì nó hơi bị lãng xẹt nhưng mà. Nó chảy. Bên đây thì là con cái mà. Ồ, ở trong thì cũng có một ít gạch. Mấy bữa trước là trung thu mà. Nên hôm nay Quỳnh mua ghẹ. Nó không có được chắc mà người. Ăn cho có vị thôi chứ không có được chắc nha. Ở trong chỉ được vậy không có chắc mà. Thịt ở trong thì có nhưng mà
nó mềm. Chỉ có ăn cái ghẹ Việt Nam mình thấy mê mọi người. Cái vị nó không có giống như cái ghẹ của con Nhật, nhưng mà ghẹ của ghẹ Nhật. Bởi vậy người Việt Nam thì lại muốn ăn thử mấy cái đồ nước ngoài để coi cái vị như thế nào. Lâu lâu mình không ăn vị của Việt Nam mình cảm thấy nhớ mọi người. Cắt ra. Hút một cái rột là không còn cái gì. Chiếc dinh lên vậy mà có chúng lá chanh đó. Trời ơi, đúng không? Thơm mũi chanh quá đã. Ngon mà. Màu quá. Hôm nay Quỳnh ăn nhanh rút gọn nhưng mà thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, nếu mọi người hãy bấm đăng ký, like, sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.